Đi lên. Ủa? Đây rồi mọi người. Anh cổng ai vậy? Sao anh cổng bác vậy? Tại mắt tao hài á, từ nãy là tôi đi chạy bộ. Rồi cái thấy bác á, nằm ở ngoài đường á. Ủa mà sao bác lại nằm ngoài đường? Cũng biết là sao nữa, chắc là bị cướp tiền rồi quần áo á. Trời đất ơi. Trời ơi, tội bác vậy. Ủa mà hai người đâu vậy? Tôi mới đi coi kịch về, gỡ dạ cổ Hoài Lan á. Ok, thôi lát gặp nha, để tôi đưa bác về trước. Thôi đi cẩn thận nha. Đi cẩn thận nha, không thôi bị cướp giật rồi đó. Bye bye. Ok. Dạ cổ Hoài Lan. Đi mà không rủ mày. Từ là từ phụ tương, bảo kim sắc phong lên đèn, vào ra lũ trong tình chàng, nắm căng mơ màng, em lũ trong tình chàng, ôi gan vàng hoặc đâu ý à. Từ là từ phụ tương, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra ngóng trong tình chàng, nằm canh mơ mà. Mẹ ơi sao hôm nay mẹ đi chậm vậy? Bữa nay á chân mẹ hơi bị đau. Chân mẹ đau nhiều không? Đau ít rồi con. Con chờ mẹ xíu nha. Mẹ sao vậy? Mẹ mệt lắm hả? Được cõng con trai đưa mẹ trên lưng, làm sao mẹ mệt được hả con? Bây giờ mình đi tiếp nha. Từ là từ phụ tương,